Hi, xin chào các bạn nha. Thì bây giờ là mình sẽ quay cái cầu của mình Phú Qua nha các bạn. Là nó nối giữa ở đâu là đâu anh? Phú Minh với lại Phú Quang. Đó là Phú Minh. Đó các bạn thấy cái cầu gỗ cũ không? Có nhìn nước sông bên kia rất rất là sâu luôn đó. Đó, này là nước sông rất là sâu, kế bên cầu gỗ cũ là người ta mới xây một cái cầu mới nè. Nhìn hơi nhỏ ha. Chỗ đây cũng đang xây. Công trình đang thi công, tốc độ là 5 km/h nha các bạn. Mình đi là phải đúng tốc độ nha. Nói vậy chứ, đi nhanh cái 5 km chạy hơn chậm hơn xe đạp luôn á. Đây là mình đang đi lên cầu mới nè. Rồi, sao nó bó rồi lẹ. Chỗ này nó chưa làm sang nè, nó bó lẹ không? Ừ. Đó, phía dưới cầu mới là cái cầu cũ không xong đó. Thì không thấy không? Không thấy được cái cầu cũ. Có xe không? Đây đây, thực sự tại sao thấy cầu cũ này. Đó, các bạn thấy ghê không? Thấy hùng vĩ không? Cái cầu cũ quay thấy luôn. Quay thấy không? Quay thấy không? Quay thấy không? Quay thấy không? Công nhận mắc ghê các bạn. Đi nay gió nó hơi bự á, còn đi không bự là coi chừng nó tấp luôn á. Sau này con quá đi thấy sợ luôn nha. Quay quay biển, quay biển, quay biển. Chùa, dòng dữ vậy. Sài Gòn không thể nào có những cảnh như thế này được. Trong Sài Gòn á. Người không khí nó không khác liền nè. Sài Gòn nó dù đứng hay xong. Sài Gòn á, đi xe lắm chứ đâu được như vậy ha. Đó, cái trò đó, các bạn thấy cái trò chứ người ta, cái cầu cũ á. Qua lại cầu cũ á. Cái trò đó là phải cái trò thu tiền á. Thu tiền á. À đúng rồi. Đó, như vậy là đã xong, mình đã qua địa phận của Phú Quang nha các bạn. Đó, đây là Phú Quang này nè. Rồi bây giờ đi đâu? Thôi, như vậy là mình kết thúc video đây nha. Vì nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.